Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Thế giới cây giống chi nhánh cái bè. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn, đây là một cái giống cây mới nha các bạn. Đây là giống cây Sapoche Mexico. Sapoche thì cũng có tên gọi khác là giống hồng sim Mexico nha các bạn. Thì cái giống này rất là dễ trồng, cho trái quanh năm, trái to dạng tròn, ba trái có thể là hơn 1 kg, vỏ mềm, có vỏ màu da cam, ăn rất ngon, ngọt, thơm lâu, dễ ra hoa đậu trái. Khoảng cách trồng khuyến cáo khoảng 7 đến 8 mét một cây. Giống hồng sim Mexico này là rất là dễ trồng, thích hợp với nhiều vùng đất, đất cát, đất thịt, đất đỏ và rất là thích hợp với thời tiết khí hậu ở Việt Nam. Hồng sim Mexico thì có thể trồng xen canh hoặc có thể trồng chuyên canh nha các bạn. Năng suất rất cao, trái lớn dễ bán, giá của nó luôn cao hơn các loại hồng sim khác. Đây là hình ảnh một số cây hồng sim Mexico đang có ở thế giới cây giống chi nhánh cái bè. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại trên màn hình hoặc đến trung tâm thế giới cây giống chi nhánh tại cái bè ngay dưới chân cầu Cái Lân, quốc lộ 30 hướng đi Cao Lãnh nha các bạn. Giống hồng sim đang rất là đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.